Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi hình nền nhắn tin trong Zalo. Có nghĩa là các bạn nhắn tin với ai, các bạn có thể đổi hình nền trong phần tin nhắn, rất là đẹp luôn. Cái này có thể nhiều bạn biết rồi nhưng mà có một số bạn thì cũng chưa biết, nên là mình sẽ vẫn hướng dẫn các bạn làm. Đầu tiên các bạn vào Zalo nhé. Và bạn chọn một người nào đấy mà mình muốn nhắn tin cùng. Bạn chọn một người nào đấy mà mình muốn nhắn tin cùng. Ví dụ mình chọn bạn này nhé. Đầu tiên các bạn ấn vào nút 3 chấm đây. Nút 3 chấm góc bên phải màn hình ở trên cùng đây nhé. Đây, nút 3 chấm đây nhé. Các bạn ấn vào đổi hình nền đây này. Đây là chữ đổi hình nền nhé. Đấy, các bạn ấn vào đây. Đấy, các bạn bắt đầu chọn ảnh. Đây, ở đây rất là nhiều ảnh, các bạn có thể chọn ảnh. Đây, ví dụ mình chọn một bức ảnh nha. Đây, mình sẽ chọn bức ảnh này. Sau khi chọn ảnh xong, các bạn ấn xong. Đấy, và bây giờ đã được hình nền đẹp này. Rất là đẹp phải không bạn? Ví dụ mình chat nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Hoặc là các bạn có thể lấy những bức ảnh chụp của mình ấy, những bức ảnh mà mình chụp bằng camera ấy, để mang lên làm hình nền được nhé. Khi các bạn thì các bạn cũng lại vào tiếp dấu 3 chấm này. Các bạn lại vào tiếp, vẫn vào đổi hình nền. Đây, các bạn chọn đến các bạn chọn chọn mục này, các bạn chọn đến hình camera này này, các bạn ấn vào đây. Đấy. Và đây là những bức ảnh mà mình chụp đây. À đây, ví dụ đây là những bức ảnh mình chụp, nhưng mà những bức ảnh mình tải trên mạng về thôi. Đây, những bức ảnh này các bạn có thể chọn một bức ảnh. Các bạn có thể chọn những bức ảnh mình chụp đây. Sau khi chọn xong, bạn ấn vào chữ xong nhé. Đây, chữ xong này. Đấy. Bây giờ đã được hình nền rồi. Rất là đẹp phải không các bạn? Vâng, rất là dễ dàng thôi. Các bạn chỉ cần cứ làm theo mình là được. Vâng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà bạn nào chưa biết thì có thể, hoặc có thắc mắc gì có thể cứ đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ giải đáp hết thắc mắc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và like để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.